Thông thường ở Mỹ, tử tù sẽ bị tiêm thuốc độc bằng tay. Từng có thời gian máy móc thực hiện việc này nhưng đã bị hủy bỏ vì dễ thất bại hơn. Việc tiêm thuốc diễn ra theo 3 bước. Bước 1, tiêm 5 gram pentothal làm tử tù mất chi giác. Đây là một loại thuốc gây tê toàn thân có thời gian tác dụng ngắn, giải phóng nhanh chóng. Bước 2, tiêm 100mg pavulone làm liệt dây vận động. Bước thứ 3, tiêm 100g potassium chlorua khiến tim ngừng đập. Các chất độc trên thông thường sẽ được tiêm vào tĩnh mạch mỗi tay, nhưng thường chỉ cần tiêm vào một tay. Tay kia chỉ là trường hợp đề phòng nếu gặp thất bại. Nạn nhân bị giữ cố định trên băng ca và chất độc sẽ ngấm rất nhanh và gần như là gây ra cái chết ngay lập tức. Thông thường mỗi vụ thi hành án kéo dài từ 30 đến 45 phút, đặc biệt phụ thuộc vào thao tác tìm đen và đưa mũi kim vào tĩnh mạch tử tù. Tại Việt Nam, tử tù đầu tiên được thi hành án bằng hình thức này là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1986 ở Mê Linh, Hà Nội.